ai chăn nuôi về cái con này thì cũng đều lo lắng và cũng đặt ra cái câu hỏi đó là khi chăn nuôi nó thành công rồi, có nhiều con thương phẩm rồi thì đầu ra nó ở đâu. Thì anh cũng xin chia sẻ với em, với bà con là khi bà con mà bắt con giống của trang trại anh thì nên liên kết với trang trại anh để làm sao để anh bao tiêu về những con thương phẩm đấy cho bà con. Chào mừng quý bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Hiện nay thì chăn nuôi con vật gì mang lại hiệu quả kinh tế cao, chăn nuôi con gì nhàn mà bà con đang có công việc ổn định vẫn có thể chăn nuôi được để kiếm thêm thu nhập. Thì hôm nay chúng tôi xin giúp bà con kết nối đến anh Toàn, là người với nhiều năm kinh nghiệm trong chăn nuôi và phát triển những cái dòng động vật hoang dã, điển hình là con rúi với số vốn ít ỏi mà có thể chăn nuôi phát triển kinh tế rất là tốt hiện nay. Em chào anh Toàn ạ. Anh chào em. Tôi xin kính chào toàn thể quý bà con. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Toàn, chủ trang trại chăn nuôi con rúi Mã Đào Thái Lan và con rúi Mốc Đại Trung Quốc, có địa chỉ tại xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Dạ, anh Toàn ơi, hiện nay thì khi bà con mình tìm hiểu đến những cái giống vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao và cái đồng vốn bỏ ra nó cũng không quá nhiều, thì bà con mình biết rất nhiều đến cái con rúi, đặc biệt là con rúi Mốc Đại Trung Quốc và con rúi Mã Đào Thái Lan mà trang trại anh Toàn đang phát triển. Thì không biết là anh Toàn có thể bớt chút thời gian để chia sẻ tới bà con về cái mô hình cũng như là kỹ thuật chăn nuôi chăm sóc làm sao để mang lại cái hiệu quả kinh tế tốt nhất, để bà con có thể nắm được những cái kiến thức chăn nuôi cơ bản khi mà muốn bắt tay vào nghề không ạ? Anh cũng sẵn lòng chia sẻ với em và với bà con để tìm hiểu con này và muốn chuyển đổi từ chăn nuôi con lợn con gà sang chăn nuôi con này. Anh sẽ chia sẻ tất cả cái kỹ thuật anh có bao nhiêu năm nay đến bà con để bà con được nắm bắt và bà con chăn nuôi để phát triển kinh tế nhà mình. Dạ. Anh Toàn ơi, như hiện nay thì anh cũng biết là kinh tế của Việt Nam mình cũng ngày càng phát triển, thì bên cạnh những bà con mà có cái công việc làm văn phòng, làm công nhân viên chức thì cũng có rất là nhiều những cái xí nghiệp, những cái công ty, những cái khu công nghiệp mở ra. Chính vì thế nên là bà con, đặc biệt là bà con vùng nông thôn mình cũng có rất là nhiều cái cơ hội về việc làm, đó là mình đi làm công nhân. Tuy nhiên thì cái mức thu nhập của làm công nhân thì nó cũng không quá cao, trung bình thì em thấy là rơi vào khoảng là 6-7 triệu trên một tháng là phần đa. Tuy với cái mức đồng lương này thì bà con mình có thể đủ để chi phí sinh hoạt tại các vùng nông thôn, nhưng mà để mà dư giả ra thì thực sự thì nó rất là khó và rất là ít. Chính vì thế nên là bà con mình cũng muốn là chăn nuôi một con vật nuôi nào đó để kiếm thêm thu nhập. Mà như anh biết, ví dụ như là chăn nuôi 10, 20, 30 con lợn chẳng hạn, thì bà con mình sẽ gần như là phải có mặt ở nhà cả ngày để mình chăn nuôi, vì là nó ăn sẽ nhiều bữa hơn và cái công chăm sóc lợn dẹp nó cũng tốn nhiều hơn. Và khi mà bà con tìm hiểu sâu hơn thì bà con biết đến những cái dòng rúi này là cái con vật nuôi mà nó tốn rất là ít cái công chăm sóc, công chăn nuôi cũng như là không mất cái thời gian dọn dẹp quá nhiều. Chính vì thế nên là bà con cũng muốn là tham khảo cái con rúi này để chăn nuôi làm kinh tế. Thì thực tế thì chăn nuôi nó thì một ngày thì mình phải làm những cái công việc gì, cũng như là nó có nhàn thật hay không, hiệu quả nó có cao hay không, thì anh Toàn có thể giúp bà con giải đáp những cái vấn đề mà bà con mình đang thắc mắc không ạ? Anh cũng sẵn lòng chia sẻ đến bà con để bà con nắm bắt được, mà cũng nắm bắt được cái kỹ thuật chăn nuôi và những cái khung thời gian để là chăm sóc nó. Và mình còn sắp xếp được công việc để ngoài ra chăn nuôi thêm, thì còn ngoài ra vẫn là làm đi làm được cái việc chính của mình nữa. Thì là như anh chăn nuôi cái dòng rúi này ấy, thì như em biết, như trang trại nhà anh đây là nó đang vào rộng vào khoảng là hơn 1.000 m², mà trong khi là cá thể về con giống nguyên con rúi không thì nó đã vào gần 2.000 cặp rồi. Thì là cái thời gian mà anh chăn nuôi nó ấy, thì nó cũng không mất mấy. Đó là về cái thời gian chăn nuôi nó 2.000 con rúi thì anh cũng chỉ chăn nuôi nó, anh đến bữa ăn anh cho nó ăn, nó chỉ mất khoảng là đâu đấy chỉ một tiếng thôi, không đến một tiếng là mình đã xong rồi. Dạ. Vì cái chăn nuôi cái con này ấy, cái thứ nhất là cái thời gian nó cũng rất là ít. Dạ. Và cái nguồn thức ăn nó cũng rất là dễ. Dạ. Quan trọng nhất là nếu như mình mà chăn nuôi khoảng 20 con lợn thôi, như vừa nãy em nói, chăn nuôi 20 con lợn thôi thì là mình không đi làm được cái, ví dụ như đi làm công nhân là không thể đi được rồi. Phải ở nhà chăm sóc, dọn dẹp nó hàng ngày thường xuyên. Và còn phải để ý đến nó. Còn quan trọng nhất là để ý đến nó là về cái khâu là gọi là bệnh tật hay ốm đau gì đấy. Còn ưu điểm của dòng con rúi này thì nó là cái con động vật hoang dã dường như là sức đề kháng rất là tốt rồi. Thì dường như là không phải mất thuốc men gì. Mình chẳng qua mình vẫn thời gian mình đi
chăm ấy, đi chăn ấy, thì mình vẫn phải để ý nó là xem con nào là gọi là đến cái thời kỳ lên giống thì mình ghép đôi thôi, hoặc dạ. con nào nó đẻ thì mình chăm sóc cái con riêng, cái con đẻ đấy để một chế độ. Dạ. Về chăn nuôi con này thì dường như là cái về cái thời gian là không mất mấy. Dạ. Ngoài ra những ai làm văn phòng muốn chăn nuôi thêm về con rúi này thì thời gian cũng rất là thoải mái. Còn đặc biệt nhất đối với những người mà làm công nhân lao động phổ thông bình thường ấy thì lại càng có thời gian để chăn nuôi thêm nó. Ví dụ như là sáng dậy mình một ngày thì mình chỉ cho ăn một bữa thôi. Mình cho ăn bữa sáng cũng được mà bữa chiều tối cũng được, không sao cả. Ví dụ như sáng dậy mình mà đi làm 7 giờ thì sáng dậy mình dậy trước một tí, mình cho ăn khoảng 15-20 phút dạ. là đã xong một bữa của nó rồi. Dạ. Còn nếu như mà mình mà đi làm hành chính bình thường thì là về mình cho ăn vào cái khung thời gian nó là vào khoảng 5-6 giờ chiều tối hoặc 7 dạ. giờ tối là cũng được. Dạ. Vì tập tính con rúi này thì là dường như là nó thì nó ăn về đêm nên là cái khung thời gian đấy thì nó cũng là rất là thích hợp. Dạ. Vậy anh Toàn ơi, vậy thì là thức ăn của nó là mình cho nó ăn những gì và khi trước khi cho ăn mình có chế biến gì không mà cái thời gian mình mất lại tốn rất là ít như thế ạ? Cái nguồn thức ăn chính của nó thì là về là cơ bản là nó ăn là tre này và mía này, ngoài ra là nó ăn ngô, mấy hạt ngô này. Ví dụ như là mỗi một con rúi thì là nó chỉ ăn vào khoảng là ngô thì là vào khoảng 15-20 hạt thôi. Dạ. Còn nếu mà về tre ấy thì là nó sẽ mỗi con một mẫu như thế này. Mình ví dụ như một khúc tre tròn to như này thì mình cắt đôi, cắt ra khoảng 10 phân một, xong là mình chẻ ra làm 4 mảnh như này là mỗi con một mảnh. Và ngoài ra thì mía thì mình cho mỗi con một khúc như thế này thôi. Dạ. Và ngoài ra thì mình có thể là cho thêm ăn thêm những cái thân cây cỏ voi hoặc là thân cây ngô, thân cây sắn đều được. Dạ, có đấy. Nghĩa là một ngày là mình chỉ cần cho một bữa và cái nguồn thức ăn thì nó rất là ít như thế này và nó rất là và cái phần thức ăn thì nó rất là thô và mình không cần phải chế biến gì, chỉ cần là cắt khúc ra là mình đã có thể cho nó ăn được rồi, đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Dạ. Và như em thấy là ví dụ như là bà con mình chăn nuôi, kể cả là chăn nuôi con gà hay là con gà hay con vịt thì cái phân thải của nó hàng ngày mình dọn dẹp cũng tốn rất là nhiều, vì là nếu như chăn nuôi với số lượng nhiều mà khi mà mình bước vào chuồng trại thì thực sự là nó cũng khá là nặng mùi. Nhưng mà khi mà em vào trang trại chăn nuôi rúi của anh đây thì như anh vừa chia sẻ là nó có những 2.000 cặp giống, nhưng mà chuồng trại thì em thấy là chuồng nào của mình nó cũng rất là khô ráo như thế này, thì là mình có cần phải dọn dẹp thường xuyên không anh? Đối với cái ưu điểm của con rúi này ấy, thì là về cái nước tiểu của nó, đặc biệt là nước tiểu của nó thì nó không có mấy. Chăn nuôi nó dường như là như con thỏ ấy, nên là chuồng của nó lúc nào cũng khô. Dạ. Còn đối với cái phân ấy thì là phân của nó, đây là cái phân của nó này em này. Dạ. Phân của nó rất là khô ráo. Dạ. Mà nó không có mùi miếc gì. Ví dụ như là bà con có khả năng là chăn nuôi ở khu dân cư cũng thoải mái, hoặc là trên thậm chí là chăn nuôi ngay ở trong nhà mình cũng được. Dạ. Còn cái phân con này của nó thì là ví dụ như là mình mà nuôi nhiều thì khoảng 5-7 ngày mình cầm cái hót rác đi, lấy cho vào đây xúc đi cái là xong thôi. Dạ. Còn nếu mà với số lượng ít thì cứ chục ngày nửa tháng mình mới dọn dẹp một lần. Đối dạ. đấy là đối với mùa hè nhá. Dạ. Còn đối với mùa đông ấy thì mình cứ gọi là để cho nó nhiều lên một tí cũng không sao, vì mùa đông là nó cái phân này nó có tác dụng là để như thế này nó nằm lên thì nó rất là ấm, nó giữ được dạ. nhiệt. Dạ. Đấy. Anh Toàn ơi, vậy với cái mức đồng lương như bà con mình đang làm lao động phổ thông chẳng hạn, như em tính là trung bình mỗi một tháng gọi là 6-7 triệu trên một tháng, thì để mà có được cái mức thu nhập khoảng 6-7 triệu trên một tháng này thì khi mà mình chia bình quân ra thì nó sẽ tương đương với cái mức lương thu nhập của một người lao động phổ thông như thế ạ? Đối với ví dụ như là ai mà đang làm công nhân lao động phổ thông mà tháng 6-7 triệu một tháng thì là nếu mà ví dụ như mình muốn chăn nuôi con rúi này cũng bằng cái số tiền mà mình làm công nhân ấy, thì anh cũng sẽ tính ra để cho mà những ai mà muốn chăn nuôi để được biết mà chuyển đổi hoặc là chăn nuôi thêm. Như một con rúi nái, con rúi mẹ nó sinh sản ở trang trại anh ra thì là một năm nó sẽ được là lợi nhuận là anh trừ hết chi phí đi rồi, hiệu quả nó đem lại cho anh là từ 14 đến 15 triệu một con nái trên một năm. Dạ. Thì coi như là một năm là sẽ là 12 tháng thì trung bình là mỗi một tháng một con nái đấy nó đem lại là gần như là 1 triệu rồi, đúng không? Dạ. Thì là mình mà nuôi 6 con nái như thế thì là mình cũng đã được 6 triệu một con nái trên một năm rồi. Dạ.
Như vậy là mình chỉ cần là nuôi 5 đến 6 con nái trên một năm là cái mức thu nhập nó đã ngang bằng với lại một người lao động phổ thông rồi đúng không ạ? Là đúng khoảng rồi. 6 đến 7 triệu một tháng. Đấy. Vậy thì ví dụ như là mua 6 con nái chẳng hạn thì mình sẽ đi kèm bao nhiêu con đực thì nó sẽ cái tỷ lệ ghép đôi nó sẽ hợp lý nhất để mình chăn nuôi sinh sản vậy? Nếu mà mình mua mà 6 con nái thì tỷ lệ là mua với số lượng con đực nó chỉ nếu mà nhiều thì là khoảng 3 con đực thôi. Đấy là cái con đực là ngang bằng với lứa tuổi cái con cái. Còn nếu như mà mình mà lấy cái con đực mà nó nhiều tuổi hơn ấy thì chỉ cần 2 con đực thôi là cũng đã đủ cho 6 con cái rồi. Dạ, như vậy thì mình chỉ cần mua là khoảng 3 con đực. Khoảng là 3 con đực 6 và con 6 cái. Con cái là mình đã có thể chăn nuôi rồi. Và như em thấy cái công việc hàng ngày mà mình bỏ ra chăn nuôi chăm sóc con rúi này như anh Toàn vừa chia sẻ thì em thấy là bà con mình chỉ cần là bỏ ra khoảng 15 phút là đã có thể chăn nuôi được gọi là 9 con đúng không ạ? Đúng rồi em ạ. Dạ, và cái mức thu nhập của nó thì cũng ngang bằng với một lao động phổ thông rồi. Đấy. Thì cái thời gian mình bỏ ra chăn nuôi rất là ít thì gần như là bà con mình đang làm công nhân hoặc là làm văn phòng hoặc là làm công nhân viên chức hoặc là làm lao động phổ thông như là làm phụ hồ đi xây thì hoàn toàn có thể là chăn nuôi thêm cái con rúi này để mình kiếm thêm thu nhập. Vì gần như là những cái mức lương mà mình làm cố định kia hàng tháng kia thì mình có thể là làm chi phí sinh hoạt và gần như là một năm thì con này nó sẽ xuất được mấy lứa anh nhỉ? Một năm thì con này sẽ xuất được 2 lứa. Dạ. Vì là nếu như là nếu mà tính xuất ý, thì là nó phải là gọi là hơn một năm một tí thì mình sẽ xuất được 2 lứa. Dạ. Vì mỗi một năm con này sẽ đẻ 2 lứa. Dạ. Thì là cái lứa đầu tiên nó lớn lên thì mình bán được. Còn lứa thứ hai thì nó gối thêm khoảng 3-4 tháng sau nữa thì mình sẽ bán được là hơn một năm thì sẽ được 2 lứa. Dạ, như vậy là mình chỉ tính vào là mất cái năm đầu tiên thì đúng nó rồi. Mất hơn một năm là mình sẽ mới bán được 2 lứa. Nhưng đúng mà rồi. Từ năm thứ hai trở đi thì là nó đều rồi đúng không ạ? Rồi. Thì là gần như là một năm, năm nào mình cũng sẽ xuất được 2 lứa. Thì cái tiền mà mình xuất cái con thương phẩm này đi thì gần như đấy là cái tiền mà bà con mình bỏ ra được rồi đúng không ạ? Đúng rồi em ạ. Gần như là bà con mình chỉ cần bỏ ra đồng vốn thôi thì những cái năm tiếp theo bà con mình sẽ có cái trái ngọt để mình thu hoạch đúng không ạ? Đúng rồi em ạ. Vậy anh Toàn ơi, vậy thì như cái con rúi Mã Lào Thái Lan này thì khi mà đi tham quan trại giống của anh thì em thấy là mình có rất là nhiều con giống. Thì không biết là khi mà cung cấp con giống cho bà con thì anh cung cấp con giống ở những cái lứa tuổi nào và giá giống nó là bao nhiêu vậy anh? Như hiện tại anh đang cung cấp con giống ra ngoài thị trường ấy thì nó theo gọi là 4 cái độ tuổi khác nhau. Đây, cái dòng này là nó đang thuộc là 3 tháng thì nó cũng là vừa tách mẹ ra đây này em này. Thì cái loại như thế này anh chỉ bán đang xuất ra ngoài thị trường là cái giá nó đang dao động là 3 triệu một đôi, một con đực một con cái. Đây là còn đây là cái loại là 5 6 tháng thì anh đang bán ra ngoài thị trường nó là vào 5 đến 6 triệu một đôi. Đấy. Còn cái loại thứ ba nữa đó là cái loại lứa tuổi hậu bị. Hậu bị thì nó là vào là 7-8 tháng, 8-9 tháng là hậu bị, đấy là đầu hậu bị. Còn cái loại mà nó cuối hậu bị thì nó là 10-11 tháng. Thì cái dòng đấy nó đang vào là khoảng 7-8 triệu một đôi. Còn cái dòng nó đã sinh sản như ở bên kia của nhà anh đấy, 1-2 lứa rồi thì nó là trên 10 triệu một đôi em ạ. Dạ, như vậy là mình sẽ có rất là nhiều lứa tuổi để cho bà con mình có thể lựa chọn. Ví dụ như là bà con mình có số vốn ít thì bà con mình có thể lựa chọn. Với những cái lứa tuổi nhỏ hơn thì bà con mình sẽ nuôi mất thời gian lâu hơn thì mình mới có thể có cái thu hoạch được đúng không ạ? Đúng rồi. Và nếu như bỏ cái số vốn mà cao hơn thì bà con mình có thể là sẽ nhanh thu hồi vốn cũng đúng như rồi. Là nhanh có cái trái ngọt để mình có cái thêm thu nhập của mình đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Vậy thì khi mà bà con mình bắt con giống vì là như anh cũng biết là như con rúi Mã Lào Thái Lan này thì thực sự thì với bà con Việt Nam mình nhất là bà con vùng nông thôn thì nó khá là xa lạ với bà con mình nên là khi mà bắt đầu tìm hiểu bắt tay vào chăn nuôi thì bà con mình cũng luôn lo lắng là nó giống như những cái con vật nuôi thông thường kia là nó có nhiều dịch bệnh này hay là nó có những cái rủi ro là nuôi rồi không bán được nên là bà con mình cũng rất là muốn là nếu như mà mình chăn nuôi nó thì có được trang trại hỗ trợ hay không hay là có được trang trại đồng hành hay không và có được trang trại bao tiêu cái đầu ra hay không thì anh Toàn có thể giúp bà con giải đáp cái điều này không ạ? Đầu tiên bà con mà muốn tìm hiểu để chăn nuôi cái con rúi này thì anh cũng mời bà con đến trực tiếp trang trại anh tham quan để anh chia sẻ cái kinh nghiệm của anh đến cho bà con. Khi bà con nắm bắt được thì lúc đấy bà con có cái kế hoạch để mình triển khai về con giống. Dạ. Và cái thứ hai đó là anh cũng sẽ hỗ trợ về tất cả cái kỹ thuật về làm từ khâu làm chuồng trại và cái kỹ thuật về chăn nuôi sau này anh sẽ đồng hành cùng trực tiếp cùng với bà con để bà con yên tâm là khi bà con chăn nuôi thì đã có bên trang trại một là anh, hai là đội ngũ kỹ thuật của anh trực tiếp tư vấn cho bà con để bà con chăn nuôi nó thành công và nhanh mang lại cái hiệu quả cho mình nhất. Dạ.
Và cái điều thứ ba ấy, ai chăn nuôi về cái con này thì cũng đều lo lắng và cũng đặt ra cái câu hỏi, đó là khi chăn nuôi nó thành công rồi, có nhiều con thương phẩm rồi, thì đầu ra nó ở đâu? Thì anh cũng xin chia sẻ với em, với bà con là khi bà con mà bắt con giống của trang trại anh thì nên liên kết với trang trại anh để làm sao để anh bao tiêu về những cái con thương phẩm đấy cho bà con. Vì em bảo là cái thị trường cái con dúi này ấy, thì nó không phải như con lợn con gà. Nếu như mình chăn nuôi con lợn con gà ấy, thì là đầu ra mình không bán cho thương lái thì mình có khả năng là mình mang ra thịt, mình mang ra ngoài chợ mình bán, hoặc là mình bán gọi là cho những anh em làng xóm láng giềng nhà mình, vì những cái giá trị những con đấy nó không thể như con dúi được. Còn đối với cái dòng con dúi này ấy, thì liên kết với anh thì anh sẽ bao tiêu cái đầu ra cho bà con, thì anh bao tiêu thì anh cũng có cái lợi nhuận ở đấy và bà con cũng có cái công chăn nuôi ở đấy rồi, nên là dường như là bà con cũng không phải quá phải lo lắng về cái đầu ra. Dạ, và nếu được liên kết với trang trại anh Toàn để có thể bao tiêu toàn bộ cái đầu ra cho trang trại anh Toàn thì bà con cũng đã được đảm bảo khi mà chăn nuôi sẽ không cần lo lắng về vấn đề đầu ra rồi, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, em cũng thay mặt bà con và thay mặt chương trình rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Toàn trong chương trình hôm nay ạ. Và nếu như bà con nào đang có định tìm hiểu chăn nuôi con dúi Mã Đào Thái Lan này thì có thể liên hệ trực tiếp cho anh Toàn theo số điện thoại đang được ghim trên góc phải màn hình, hoặc là đến trực tiếp trang trại anh có địa chỉ tại thôn Sở Hạ, xã Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội. Cảm ơn quý bà con và các bạn đã đồng hành cùng kênh trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những chương trình tiếp theo trên kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia.